Ngày 22 tháng 11 năm 2021, quận 3 bắt đầu triển khai tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, theo học tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trẻ không đi học đang cư ngụ trên địa bàn. Trong đợt 2 này, quận 3 dự kiến sẽ tiêm chủng cho gần 20.000 trẻ đã hoàn thành mũi 1 và đủ thời gian để tiêm nhắc mũi 2 và kéo dài trong 7 ngày. Trong đợt tiêm chủng này, các đội tiêm hỗ trợ cho quận 3 đến từ Viện Tiêm, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Y học Cổ truyền và Trung tâm Y tế quận 3. Trong ngày 22 tháng 11, quận 3 tổ chức tiêm cho trẻ tại 4 điểm tiêm, dự kiến với hơn 3.000 trẻ. Ghi nhận tại các điểm tiêm của quận, công tác tiêm chủng được thực hiện đúng quy định và tuân thủ quy tắc 5K. Các em được hướng dẫn khai báo y tế, điền phiếu thông tin và ngồi chờ theo thứ tự để khám sàng lọc trước tim. Trong quá trình đó, phụ huynh có thể đồng hành cùng trẻ để giám sát buổi tim của trẻ và an tâm hơn. Sau khi tiêm chủng, các em được theo dõi sức khỏe 30 phút và giữ khoảng cách an toàn tại khu vực chờ. Công tác tiêm chủng được bố trí theo một chiều và đảm bảo an toàn. Ngoài ra, trong đợt này, quận 3 cũng sẽ tiếp tục tiêm mũi 1 cho tất cả trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn, chưa tiêm vaccine mũi 1 do mới tròn 12 tuổi, mới đồng thuận tham gia tiêm chủng hoặc vừa trở về thành phố Hồ Chí Minh. Đối với trẻ không đi học đang cư ngụ trên địa bàn sẽ được Ủy ban nhân dân phường lập danh sách và được tổ chức tiêm tại trung tâm y tế quận 3.